Seven ra là một giải icon trên thị trường chuyển nhượng là không còn ai bán. Thể cộng một số CM là 106 và 102, lưng 25, cao 1m83, cân nặng 83 kg, chân thuận trái 3 và phải 5, 3 sao kỹ thuật. Số hạn gốc bao gồm chân dài, sút xa, đạo và nỗ lực đến cùng. Ở vị trí CM thì thể lực chuyền ngắn, chuyền dài và sút xa là những mạnh của Lampard. Ngoài ra các chỉ số lay bóng như cắt bóng, chọn vị trí, tầm nhìn, phản ứng rất là tốt. Về mục chiến thuật đơn, ta nên để như thế này: công 3 và thủ 3, tấn công cân bằng, đánh chặn bị động, to và xâm cấm. Game để xem là Zara thể hiện trận đấu các bạn. Zara là một tượng đài của câu lạc bộ Sun Anfield Liverpool. Anh đã có những năm tháng gắn bó cùng với Liverpool và trong vai trò một đội trưởng. Zara đã giành Champions League Liverpool vào năm 2005. Đấy là một trận đấu đầy cảm xúc khi mà Liverpool tiếp đón câu lạc bộ AC Milan. Và Milan đã sớm có 3 bàn thắng. Nhưng đến hiệp 2 thì thế trận hoàn toàn đảo chiều khi Liverpool bất ngờ lội ngược dòng với những bàn thắng đẳng cấp từ những cú sút xa của Steven Gerrard. Trong in-game, Gerrard là một cầu thủ có thể hình rất đẹp, chiều cao lý tưởng, khả năng đỡ bóng và đi bóng mượt mà. Gerrard thì dắt rất tốt, khả năng kiểm soát bóng và cầm dịch trận đấu, Gerrard là rất tuyệt vời. Bộ chỉ số bóng chuyền bóng đẹp như mơ giúp cho Zera có thể tốt vai trò ACM của mình. Zera không những là một trong những tiền vệ kỹ tạo tấn công hay mà anh còn có khả năng đánh chặn, thể hiện qua khả năng đá tiền vệ phòng ngự CDM. Với chiều cao 1m83 thì năng chống bổng, bóng bổng của Zara là rất tốt. Mạnh của Zara là những tình bóng như là năng đi bóng ấn tượng, năng đỡ bóng vững một là rất bén cảm. Độ tương đối tốt, khả năng kiến tạo bóng bổng hay bóng sệt là rất sắc bén. Rất lâu rồi Liverpool tìm ra được một đội trưởng tiền vệ Gerrard. Đặc sản của Zara chính là những tình huống dứt điểm từ xa đầy uy lực, bóng đi với lực căng và hiểm hóc. Ở thời kỳ còn thi đấu đỉnh cao thì Zara đã thực hiện rất nhiều những bàn thắng từ xa. Đội tuyển Anh thì thời còn thi đấu, Zara và Lampard tạo thành một bộ đôi có sức tấn công hủy diệt của đội tuyển Anh.
Và Liverpool thì song sát Gerrard và Fernando Torres đã tạo nên thời kỳ thống trị cao của Liverpool. Gerrard có một AI thi đấu rất là thông minh, nhạy bén trong các tình huống. Chuyền của Gerrard thì luôn mở toang ra cơ hội bàn cho tiền đạo phía trên. Với xu hướng công 3 thủ 3 thì Tara thường lùi về thấp ở khu phòng ngự và sẵn sàng dâng cao trong những tấn công cũng như tạo khả năng điều trận đấu và phân phối bóng của Zara là rất tốt. Cầm bóng của anh là chắc chắn. Tình huống chống bóng bổng của Gia La tương đối hiệu quả. Tốc độ của Gia La là tốt. Pha dứt điểm bằng chân phải là sẽ uy lực hơn chân trái và khác hơn. Một căng. Bóng từ Zara